Chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục Nấu gì hôm nay. Bình Minh ơi, đối với mình nha, và mùa hè thì có cái gì nhiều nhất? Mùa hè thì tất nhiên là nhiều nhất đó là trái cây. Biết là trái cây rồi nhưng mà trái cây gì mới được chứ? Cụ thể nha, ở ngoài Bắc và đặc biệt ở Hà Nội bây giờ đang có trái mận rất là nhiều. Và đi đâu nhìn thấy trái mận rất ngon và rất hấp dẫn. Đó là câu trả lời chính xác. Chúng ta vào bếp thôi, chị Tiên đang chờ kìa. Xin chào chị, rất vui được gặp chị. Chào Lê Khánh, chào Bình Minh, chào quý khán giả của chuyên mục Nấu gì hôm nay. Chị Tiên này, Bình Minh mai thấy trên bàn đâu có mỗi một mận à? Và hôm nay chúng ta chế biến món gì đấy ạ? Vào mùa hè thì như Minh nói thì rất là nhiều trái cây. Hôm nay thì chúng ta làm món mận Hà Nội ngâm nước đường. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Chúng ta cần là 500g mận Hà Nội. Về thì chúng ta sẽ rửa với nước muối pha loãng cho nó sạch. Và để có nước đường thì chúng ta có cần 200g đường cát. Chúng ta sẽ nấu với lại một nửa chén nước. Để cho nước đường nó có cái mùi thơm thì chúng ta cần là một muỗng nhỏ mùi hạnh nhân. Về cái mùi thì chúng ta cũng có thể là tùy thích, có thể là chúng ta sử dụng mùi vani hay mùi trái cây hay các mùi bạc hà cũng được hay đúng chị? Rồi và hạnh nhân thì chúng ta cần 50g. Thì hạnh nhân thì nó có nhiều dạng, là cái nguyên hạt hoặc là người ta bào mỏng và người ta cắt nhỏ như vậy. Thì ở đây thì chị chọn những cái loại cắt nhỏ. Về thì mình sẽ bỏ vào cái lò nướng, mình nướng với cái lửa nhẹ cho nó vàng đều, cho nó giòn. Để trang trí thì chúng ta cần là một ít lá bạc hà. Rồi, để mình phụ chị mở bếp nha. Đúng rồi. Chị Tiên ơi, có phải đây là món mùa nào thức đó không chị? Bởi vì em thấy những trái mận rất là ngon. Đúng rồi. Vào mùa hè thì mới có cái mận Hà Nội. Mận Hà Nội thì nó có khoảng vào tháng 6 đến tháng 7 dương lịch. Và cái mận Hà Nội thì nó có rất nhiều loại. Và cái màu sắc nó cũng khác nhau. Cái hương vị nó cũng hơi khác nhau một chút. Bây giờ thì mình với Khánh phụ chị cắt những cái quả mận này ra nha. Dạ rồi ạ. Đây chị đã chuẩn bị dao cho mình này. Dạ. Chị Tiên ơi, làm cách nào để mình chọn được những trái mận ngon hả chị? Mình chọn những cái trái cái màu nó sẫm và nó cứng thì cái mận nó giòn và mới. Dạ. Nó không có bị sâu hay dập úng đó. Dạ. Khánh tiện mình cắt làm mấy ạ? Mình sẽ bổ đôi ra, sau đó mình cắt làm tư. Và cắt muối thì khi mà mình ngâm á thì nó sẽ dễ thấm hơn. Đó, mình sẽ tách ra và mình bỏ cái hạt ra đó mình. Trong khi đó thì chị sẽ nấu nước đường. Chúng ta sẽ cho nửa chén nước vào. Và cho đường vào nấu. Mình sẽ nấu cho cái đường này nó tan ra. Trong quá trình nấu thì mình để lửa lớn hả chị? Khi mình để lửa lớn cho cái nước nó sôi lên. Nhưng mà khi nó sôi rồi thì mình lại để lửa nó nhỏ. Liêu riêu. Đúng rồi. Không thôi nó sẽ bị khét đúng không chị? Đúng rồi. Bây giờ mình giúp chị. Dạ. Khi mà đường nó tan ra thì mình để cái lửa nhỏ lại. Mà mình để mình sẽ tiếp tục đun sôi khoảng chừng 5 phút. Thì như vậy thì cái đường nó hơi có cái độ sánh lại. Thì lúc đó thì mình tắt bếp cho chị. Mình biết không, cái mận này nè, nó có là có rất nhiều axit amin và các vitamin C cũng như E, các vitamin B, sắt và canxi. Cho nên là mận ăn rất là tốt. Ngoài ra thì mận nó còn làm đẹp da nữa. Nó giúp cho làn da chúng ta giữ ẩm làn da và da nó mịn màng. Đó, nghe thấy đẹp da, cái mắt Lê Khánh sáng ra kìa. Sáng, trắng trưng liền luôn. Bên cạnh đó thì mận vừa là một cái thức ăn bổ dưỡng, mà mận nó còn là có tác dụng chữa bệnh nữa đó Khánh. Chữa bệnh gì vậy chị? Theo như là về y học cổ truyền thì mận nó có là cái tính bình, vị chua ngọt, và nó giúp là giải độc, hoạt huyết và tiêu khát, cũng như lợi tiểu và nhuận trường. Mận nó giúp cho chúng ta kích thích, chúng ta tiết dịch vị, cho nên chữa được cái chứng là khô miệng và khát họng. Ngoài ra thì mận này nó còn là làm tăng cái nhu động ruột, cho nên nó, những người mà ăn trứng khó tiêu hay là đầy hơi, bị ở chua thì nên ăn mận thường xuyên. Với một trái mận nhỏ nhỏ thế này thôi mà hàm chứa được bao nhiêu chất dinh dưỡng rồi, rất là tốt cho sức khỏe. Vâng, được nước đường được rồi chị. Đúng rồi, mình tắt bếp. Và mình để nó hơi nguội thì mình sẽ cho cái mùi hạnh nhân vào. Mình nhớ là mình không có cho lúc nóng,
thì Tại sao vậy chị? Cái mùi này nó sẽ bay mất. Nhưng mà nếu mình cho nguội quá vào nước lạnh á thì nó không có dậy cái mùi. Không có mùi hạnh nhân. Thành ra mình khi mình tắt bếp rồi mình để nó hơi nguội một chút thì mình cho nó vào là vừa. Mình cho khoảng chừng một muỗng nhỏ. Cái này là nó chiết xuất từ hạt hạnh nhân cho nên nó rất đậm đặc. Mình cho chỉ một muỗng cà phê là đủ. Nếu như mình cho nhiều quá thì sao hả chị? Cái mùi nó nồng lắm á Khánh. Vậy mình sẽ khó ăn hơn. Đúng rồi. Mà Khánh nhớ là cái mận này á thì các cái chất bổ dưỡng cũng như là các chất chống oxy hóa thì nó nằm gần cái lớp vỏ. Vì vậy mà chúng ta nên ăn nguyên vỏ luôn. Không gọt vỏ. Không gọt vỏ thì chúng ta giữ được cái chất dinh dưỡng như vậy. Vậy mà chị Tiên mới dặn chúng ta là trước khi mà chúng ta ăn món này phải rửa thật sạch bằng nước muối là vậy đúng đó. Đúng rồi. Vâng, bây giờ là sao? Bây giờ thì chúng ta mận chúng ta đã xong rồi. Thì mình cho cái nước đường nó nguội rồi thì mình cho vào. Chúng ta sẽ ngâm. Mình ngâm khoảng bao nhiêu lâu thì mình có thể dùng được chị hả? Mận này thì mình sẽ sau khi mình chế nước đường vào thì mình cho vào tủ lạnh. Và mình ngâm ít nhất là khoảng 2 giờ thì ăn được. Ngoài ra thì nếu mà mình có thời gian thì có thể ngâm qua đêm cũng được đó Khánh. Vậy là mình càng để thời gian lâu thì mận nó sẽ càng thấm nước đường nhiều hơn. Đúng rồi. Nó sẽ ngon hơn đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì tụi em đợi lâu lắm mới được thưởng thức đó chị Tiên ơi. Không sao. Bây giờ chị Tiên có chuẩn bị sẵn chưa ta? Khánh đừng lo. Chị đã chuẩn bị một phần sẵn ở trong tủ á. Bây giờ thì Khánh chị cần lấy ra. Thật là chu đáo với tụi em quá. Và bây giờ nhiệm vụ là Khánh là cho cái này vào tủ lạnh. Rồi, đây. Và lấy cái món mà chị Tiên đã chuẩn bị sẵn đây nào. Rồi. Đây là món mận đã thành phẩm đây. Chúng ta sẽ cho mận ra ly. Khi mình ngâm thời gian lâu thì cái đường nó sẽ thẩm thấu vào và nó cái mận nó sẽ tiết ra cái màu đó. Nó làm cho cái nước đường nó có cái màu đỏ đỏ của nước mận. Mình cho chị cái ly đó để cho Khánh. Ồ, như vậy là em phải ly nhỏ hơn Bình Minh hả chị? Đâu, tại vì chị Tiên thấy mình bự con hơn Khánh, thành ra mình ăn ly lớn là đúng rồi. Khánh phải ăn ly lớn thì Khánh bự con bằng Minh chứ. Thôi, chúng ta tính nhau tỷ lệ đi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho một ít hạnh nhân lên. Để làm trang trí đúng không chị? Đúng rồi, ăn kèm. Bây giờ nếu mà mình thích ăn lạnh á, thì chúng ta cũng cho một ít đá vào. Khánh, bây giờ thưởng thức thôi. Đúng rồi. Ê, xí. Trước khi thưởng thức này bật mí này. Sao? Đang ngồi gung cúp nha, vừa xem đá banh vừa.